khổ mỗi lúc này ông nghĩ thời gian này anh cho mình đừng có tham quá, đừng kêu trời kêu Phật động ổng hay không, cái chuyện cũng trở lại cái liệt địa cho mình gói ra liệt địa là cái lập đời rồi không phiêu tầng hai nước mưu đồ tốn không làm việc bị hồ phá tao hỏi lại không có người cắt cái đầu ông nè gói gặm cũng hồn lại chơi giận mi mà lừa giật mi á đi rút đi khỏi mình đi có gì không lập đời rồi không còn gì à đi là tiêu luôn có phải vậy đâu. Cái chuyện nào tới giật mi vậy là mới lỗi lời mình là cũng sắp rồi á. Dạ. Cũng gần tới rồi, gần tới. Em gần mẹ thình kỹ ngõ. Trời ơi, khí kia bị sáo sao, canh khuya gà gái nói đầu, mới lưu viết chốc với nhau. Mà từ gà dạ mà tới gà gái mà còn gì ai không? Năm gần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹ người ta rối cuồng, năm mẹ tháng mẹ chưa có buồn, bước qua năm mẹ tháng mẹ liệt luôn dầm về là chết chóc luôn dầm về đó. Yeah. Nè hồi đó trời Phật nói thì lâu lắm, sự ngon hồi trước không lâu, bây giờ nó cấp tốc, trời quấn nhanh quấn lẹ lắm, không phải như đầu đó nữa lập đời lợi. Yeah. Năm nay gần 4.000 năm, tôi hỏi là 2.000 năm hồi trước sự ngon không? Hạ mua được 2.000 năm rồi. Bây giờ có 2.000 mấy, mình sao mấy ngàn năm nữa hả? Yeah. Mình sao mấy ngàn năm bị cạo đầu lên rồi, cứ đừng nói dở. Có thằng nào biết? Tôi hỏi cháu còn trăm tuổi cháu chưa biết ngàn năm, sao mày biết? Yeah. À, sao mày biết ngàn năm đó mình chỉ? Tao nói đủ nó hết rồi. Tao nói vậy trăm tuổi bây chưa có ngàn năm, sao mày biết? Làm thinh. Cái bốn phương có giặc, thì mày chạy đường nào? Yeah. Bây giờ có đường nào chạy nhờ cái thí niệm Phật thôi. Yeah. Là Phật cứu thôi. Còn mày lỡ đạo chúa mẹ mày em, yeah, còn không chịu gì hết trơn. 14 gầm tháng 7 này cũng không mặn. Ủa? Không có ngày nào chai lạc hết. Dạ. Chai 4 bữa thôi. Cháu ăn chai 4 bữa được không? Dạ được. Chai 4 bữa thôi, không cần mày là trường. Dạ. Mày đừng có trường, trường tội. Nè, mày biết sao trường tội không? Nói vậy là tao nói cho cháu nghe. Bây giờ trời Phật dành sinh vật chất mình ăn phải không? Dạ. Nè, tại sao tao sinh bị bỏ với ăn trường? Tương cháu mà tao không có sanh đo cho thấy chưa, đừng nói mà không lậu nha. Yeah. Nó nè tao coi đạo nè, người biết tao ăn mặn không, tao theo trời, trời sanh tao ăn mặn, tao yeah, không phụ trời. Yeah. Còn miếng giờ bỏ cho ai cho trường. Yeah. Cá mắm trời sanh ai sanh phải không, bỏ ông vợ đi vật chất lắm sanh mà mày bỏ tương cháu mà tao không có sanh đo cho thấy không. Yeah. Thế đừng nói không lậu, mày ăn chai 4 bữa thôi, chai 4 bữa ấy là quy tắc. Giá nghe lời cái khùng nhiều dắt chúng sanh đức thầy đó. Dạ. Nó cả 4 bữa thôi. Mày coi gầm tháng 7 cũng ăn mặn, mà gầm bất cứ gầm nào cũng mặn không, không có ngày là chai lạc. Ông trời nó bây không có chai lạc, ngày nào tao sẽ có cứu nó. Dạ. Cái ông trời này đó, cháu làm sao cháu biết mà cháu theo đạo ông trời, đạo chúa. Tại sao cháu biết ông trời? Còn Phật giáo Hòa Hảo này chính là đức thầy của nước tổ còn trên Hòa Hảo kìa. Dạ. Cái ngôi còn kìa, đã đúng mức mình theo mấy chú. Đạo Phật giáo Hòa Hảo còn thôi, không có đạo là còn ông kinh lên. Dạ. Bây giờ cháu phải biết cái nguồn tội ông đó, ra đạo cháu theo mấy chú. Còn nói giờ ông nổi đó thấy ông trời nữa, mình thấy ông trời, mình biết ông trời cái đạo gì hả? Thì theo con trong thấy như là trong cái năm dần này thì nó cái khổ mà nó dẫn biến tới là chừng nào mới hết khổ ông ba? Cái năm dần này á, khổ mỗi lúc này ông nghĩ thời gian này anh cho mình đừng có tham quá, đừng kêu trời kêu Phật động ổng hay không, cái chuyện cũng trở lại cái liệt địa cho mình gọi ngay liệt địa là cái lập đời rồi không. Yeah. Hội Long Dân này là chưa rồi mình sẽ hội Long Hoa còn có. Yeah. Hội Long Dân là mình có ăn ở. Yeah. Không có rồi gì hết trơn mà Long Hoa sao rồi, cái Long Hoa đó là cái chọn lựa lập đời, lập hội Long Hoa lập đời đó, lập là thượng ngon đó. Hội Long Dân này chắc coi chưa có rồi đó, người về người khác, người làm phước người không, người hung dữ người hiền. Yeah. Lắp đời chỗ nào hội Long nó nói thằng ngôn nó hỏi đâu, cái chuyện là hội Long Qua không hay, cái hội Long Dân này chưa rồi Long Qua đâu có được. Yeah. Hội Long Qua nữa gần lắp đời rồi mới có hội Long Qua, không phải hội Long Qua nè, mới còn vậy nữa. Còn vậy, miếng vậy à nghe, cho mày xuống nghe. Yeah. Bây giờ Campuchia không, bên đây là mình bảy nguyên không, phiêu tầng hai nước mưu đồ tốn không làm việc bị hồ phát tao. Yeah. Hỏi lại không có mày cắt cái đầu ông nè, gói gặm cũng hồn lại chơi giận mi
mà lừa gặp nó đi đi suốt đi khỏi mình đi có gì không lập đời rồi không còn gì à đi là tiêu luôn có phải vậy không tới chừng nào tới gặp mi như vậy là mới đổi lời mình giờ cũng sắp rồi á cũng gần tới rồi gần tới không bây giờ có biết không năm dần mẹ thình kỹ ngõ trời ơi khí kia cũng bị sáo sao canh phi gà gái bắt đầu mới ngưng nó giết chóc với dao mà từ gan dạ mà tới gà gái mà còn gì ai không bắt đầu nó khổ thấy đó hồi đó nó khác bây giờ khác bây giờ trời Phật nó nhanh rút lẹ lắm thôi mới nhiều đó hồi đó nói lâu dài cho mình ăn ở hiền lương chân chánh mình tu niệm không cái lão đức rồi đâu phải mình giá mình nói mẹ đi ông chọn cướp mà nó không tự định nó ghét lão đức không con nó bắt à nó bắt hỏi mày có là đức thầy bây giờ không còn đức thầy dạy nữa trời dạy thôi đức thầy dạy không được bây giờ đức thầy nói vậy là tao thử đức thầy giống vậy đó đức thầy hoàng lạc đức thầy nó tôi mà dạy không nghe lời mà ông mà nói làm gì ông cho xe đụng lắm lần mà không chết ông biết đừng có nói nữa mà sao cái gì ra cũng nói đạo đức quen rồi sao ông nó tôi dạy không được nó không nghe mà ông dạy làm cái gì bây giờ cái màn là trời dạy đâu không còn đức thầy dạy nữa đức thầy mà gì gì trời rồi đức thầy bỏ xác rồi phải ông bảo không bỏ xác rồi ông gì trời rồi bây giờ không còn trời đức thầy dạy nữa bây giờ trời dạy nếu mà trời dạy mình không được rồi là tiêu diệt trời đâu không thấy mà mình nhấn chút vào rồi thì không thấy trời vậy đó tại sao trời đâu không thấy mà chết nó cái đó mới hay chứ mà giờ tao sợ gì được đâu cái chết chóc này đó, nó không có bao nhiêu mình còn sống ta sợ liên tử đó cháu ơi giờ rượu nó mấy nước thì nó có còn giờ 100 trái bơm liên tử nó để trên vô 100 trái cây ngang mình không còn cái mạng là hết bởi tao niệm trời Phật ông trời ơi ông làm sao đừng cho nó để ông ơi nó để chết hết rồi vậy là ông ba sợ cái tam đại thế chiến hay sao ông ba còn giặc giả nó ngay chết không ai hết cái bơm liên tử mà tiêu diệt bom liên tử nghe danh đến sử thầy đó thử thầy đó bỏ rồi đức thầy ôm cho bom liên tử để cho bờ lộ ngu ngốc chơi á chứ mà ông còn uống mà ông chết á chứ uống vô chị nhiều chứ không á chứ muốn chết mình thấy bà nội mình đó ông không chết nè hồi đó ông quá ra cùi bán chè mai ăn cái hôm này cùi bán chè tay chân thấy ghê ai ăn cái người nó ăn người đó mới thiệt lâm lắm người mới thiệt mới ăn chè của ổng là người lâm đánh ông giả mà cùi lui giả bán cao bán trầu ông giả tùm lum giả nhổ găng tùm lum thế lên bây giờ hết rồi ổng gì đức thầy gì trời rồi đức thầy mượn xác trần cái hồn người đức thầy còn xác trần ông bỏ xác trần rồi phải không ông về rồi no bây giờ còn trời dạy mình không được rồi mình tiêu diệt mà đâu đó không được con cháu không có nghe đâu tôi nói cháu nghe là biết đời tới biết khổ lão sợ lắm mà giờ không có chết rồi thôi bỏ không niệm Phật thấy chết thì niệm Phật còn chết bỏ vậy rồi niệm Phật cứ gần chỗ nào đâu tôi nói cháu nghe không cần mày rút ngang không có nhang mày bỏ niệm Phật và ổng nói tôi không cần lại người không cần nhang đèn ngồi lâu cũng sửa này thì mới mau mà ngồi gì nó lạp mình mới sửa mình thử coi nó lạp mình không chứ sửa chứ bà nội đó chứ sửa ngồi lâu cũng sửa vậy thì mới mau hiền đức tâm trí dù lao ra công lọc kỹ thì thao ra vàng còn mày lọc không kỹ ra đất thì lọc kỹ mà thao mà ra vàng ông đạo bông phai cho nhớ một lúc đạo bông phai không không cần cho một ký không đá mà thành phai cháu đem lên nấu phai rồi mày thêm bớt rồi đá không đảo băng phai thời gian đó đó đá mà thành phai mày thêm mày bớt ông thức trầm đó nè mình không mình hiền ngang toàn phật thử là cháu thử là ngang coi chừng ngang thử của mình hiền thiệt hay là không còn mày hiền đứng thiết là ông chấp thử mày tao cho xuống bớt giờ mày đi mà không chết nữa không có quỷ ma bà cố là bắt mày được hết trơn tại chấp thử mày thôi không ai bắt có bốn người đó thôi nè một là ông trời thấy không hai là Phật Thích Ca không ba là bác hồi bốn đức thầy rồi vĩnh viễn bốn người đó đó quỷ ma bà cố gì nó bắt mình nữa mà có ai nhìn bốn đó đâu không có kể tới bây giờ mà tin tin là tin giống gì luôn không à trời Phật không tin trời Phật ở xa ma quỷ ở gần mình đây là cháu chưa chắc mình người đấy không không nhiều khi mình ma quỷ rồi phải không rồi trời đất nghe nữa còn bà nội đâu chứ còn phải không nội đâu có biết đâu ơi họ nói làm phước làm thì chết cũng cùng
mà được cái là Phước Hiền nó được gì có chứ, còn mình được gì có chứ. Bây giờ tao nói cháu nghe, mày chết không gì không phủ luôn, mày chết rồi là vĩnh biệt, Đức Thầy nó chết rồi không bao đợi trở lại, vĩnh biệt luôn. Mày nói Đức Thầy trở lại không? Có đâu. Chết rồi là vĩnh biệt, không bao đợi trở lại. Rồi mình thương xót mình thờ vậy chứ không có nhầm, thờ ma quỷ thôi. Còn thiên nhiên mình hát đó, người ta lâu động ma đó chứ người ta lâu hồn ma bóng quế mê hồng chúng sanh. Đức Thầy nói mình coi coi đừng có mê hồn ma bóng quế đó, người đâu quái động chắc có người ta lâu trong mình mê phải không, mà họ đâu có biết. Họ nói trời ơi hay 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 bà nội ra cho nó vô nó hát đi y chang vậy cũng được, có đừng nó hay nè, hay là cái đạo đức mới hay. Chứ còn cái đời này không có hay. Ta cho cháu, bởi vì nó đua xe thôi vật chất dân minh, bây giờ nó dân minh không à. Đây nó dân chưa mà, nó dân minh rồi, biết rồi dân chưa, nó dân thế rồi. Nó, bây giờ tao nói cháu nghe vậy nè. Tao hỏi rồi, không ai biết hết. Tao nói giờ cô bác mình thuộc dân quá chưa? Làm thinh. Cháu thuộc cái dân quá thì rồi đó, là cháu lập đời mới được. Cái dân quá cháu chưa thuộc, cháu ăn năn chưa được, cháu tu chưa được. Cái văn hóa này á, không phải mà ra giải văn hóa, mà văn hóa hỗn ẩu, văn hóa hung dữ, văn hóa cướp bóc. Từ trong cái lương thì nó có văn hóa, còn mày quá trình hoạt động người ta giáo dục mày đó, có không? Thì trong cái con thấy bây giờ như là trong cái diễn biến tới này nè, ông ba, là con thấy là giờ hiện giờ là Biển Đông rồi, nó dậy sóng rồi. Bây giờ con nói cho nghe, với thằng Nga nó mới vừa xong, bây giờ là con thấy là như ngoài Biển Đông rồi. Bây giờ mình gái niệm Phật đi, cái đất mình đất Phật nè, trời Phật đỡ mình. Còn nước ngoài nó thiên diệt, bao nhiêu 45 năm nữa nó không còn thằng nào. Rồi hoàn toàn hết trơn hết chỗ mình nó ăn heo. Mình đến ngày giờ, 18 nước là sụp đất hết. Sụp hoàn toàn, sụp tiêu mới nổi mạng khác lên. Chứ không phải hạ ngôn gây thượng ngôn đâu. Bởi không có cần ông nó tu vậy, không cần mày tu, cháu hiền cũng ngon nữa. Nè hiền lương chân chánh cũng kề với nhau. Thật trời không lưỡng nghèo giàu, ai dự có nước giàu quả điên à, lo cho thế vừa, đâu phải nói là tu. Nè, ông phu lên ông trả cái cảnh cho mình tu, rồi mình lưỡng giết trong với nhau, mình hiền lương cấu xế vợ chồng, mình cấu xế với nhau thôi chứ gọi thành Phật. Bây giờ cháu ăn mặn gì thì mặt mình cũng thành nó ăn thôi mình, tâm tánh. Chứ không phải là ăn mặn thôi Phật, phải cái ca của ăn mặn mà. Ông ngồi 6 năm mình đấy. Năm năm gần chết rồi là bằng gì? Nhờ bác sĩ làm lại, ông uống bác sĩ rồi, ông cầm cự 6 năm bỏ xác. Ông phụ mấy kiếp rồi mới thành Phật. Còn mình có kiếp nào không mới thành Phật? Thành bà nội đâu chứ thành Phật. Nó rồi thôi, nó tu vậy nó muốn thành Phật là nó cứu nội đâu á. Nè, nó đọc câu thôi vừa cho cháu nghe. Bước vô chùa thấy Phật đã dài. Lưu thôi cửa hai tao cố xé. Vô chùa nó lưu rồi gặp người ra thì ông dần bạc lưu được, cố xé. Con thấy chưa? Mày thấy con làm sao mà cái đời mày yên ổn, lập trường giữ cái đâu? Thật thì lại con gái gặp vàng bạc lại không được. Con xe lo cho thấy chưa? Chừng nào mà cháu ở đời mà cháu đừng có ham để trơn vàng bạc ai bỏ bao nhiêu cháu không cần đó rồi mới được. Còn bây giờ hàng đạo ha, chứ là không vậy đó. Năm chỉ vàng mày bỏ lắm lượng mày giết tao nè. Không lượng mày giết tao đó. Chứ đừng nói mày giỏi. Chừng nào mà nó không lượm ha, nó mới thiệt thôi. Còn lượm rồi dính điệt. Năm chỉ vàng mày bỏ năm sáu chỉ một cây vàng đó đi, nó lượm phút á, chứ lượm nó không. Tao biết là đừng nói. Mình bây giờ cháu ơi, đập giường chưa có dưỡng con, mình còn ham giàu sang lắm. Sang giàu như cá mắc câu, như chim mắc bẫy, như trong con chuồng nhà giàu sau này không còn nhà, nó quýnh tiêu diệt, nó quýnh đang tiêu. Bà kia không, lúa cho hết cho rồi. Mấy bà cho hết, còn thằng kia lại bà còn không? Trời ơi, mấy chú ơi, tôi cho hết rồi. Nói con thấy chưa? Đó. Thế đừng có nói mà giàu sang. Giàu sang nó thanh ba hơn mình. Mình đều ngủ không yên. Bây giờ sợ lắm, 10 giờ ngủ chưa được. Sợ trộm cướp gìn mò cháu. Trộm cướp có lâu cháu. Nó ở trong mình đấy là. Anh trộm cướp có đi, không phải đi. Giả bộ như mình, nó biết trộm cướp gì. Đôi dài mỏi dịch. Thấy không? Chân đi ra, hàm hết mỏi dịch. Thắt cà gô quách, mang soi, mày nó con quá không á, ai về trộm cướp. Trộm cướp, nó vô nhà cháu ha, nó làm bộ nó kiếm chuyện. Nó lấy sách nó biên là bộ kiếm chuyện niệm kêu. Coi chừng nghe nó gõ thì ní mình nói ăn. Nó lấy tiền à, cho cháu hay chứ đừng có nói bây giờ dựt dọc không cần đạo đức.
nó sống thôi giáo làm đứng nó không cần. Từ đây rồi nó biết ông trời, em nói cho nghe, ông trời không có tò mò như mình luôn, ông đâu có thù quán sao, ông đâu có giận hờn ai, ông giận hờn sao biểu mà tôi không tin, phải không? Yeah. Ông nói bây làm cái giờ nó cho bê lát là cho ông trời nói đó, cái giờ nó cho bê lát cho tôi hỏi cho ông trời làm mì láo rồi ông xưa ai? Yeah. Ông trời cho mình chết rồi tôi xưa ai để sống chỉ ra đi. Tao hỏi hết trơn rồi, tất cả hỏi tới binh chủng binh gì đâu hết. Bây giờ trời ông làm mình chết, ông nói ông thưa ai, làm thinh. Ông trời làm mình thưa ai. Thôi, bây giờ cái miền Nam này có thể lên ai bất cứ ai thấy lá cháo không. Còn cách mạng giải quyết được. Ông trời làm bà nội thưa ai, thưa ai. Yeah. Mình lo mình chết, mình niệm Phật mà còn chết là lượt lên thưa ai. Không thằng nào biết gì hết trơn. Nói vậy là thôi. Bây giờ mày biết, ông trời làm chết mình thưa ai. Thứ ông không được, mày không biết làm sao. Để con nghe ông ba nói là trong cái đây tới mà cái năm nào là khổ nhất ông ba? Nó khổ tới đó, năm thìn bão lụt. Yeah. Mày đều nói năm thìn bão lụt. Nói tiếng bão lụt thì mình không biết có bão lụt không, mình chưa biết. Yeah. Nếu bằng bão lụt mình biết được, mình không cho rồi, rồi mình phải biết vậy thôi. Yeah. Năm hồi trước mày hỏi bà nội bà ngoại rồi có biết. Mày không biết, tao còn không biết rồi. Yeah. Ta hồi đó còn 90 tuổi chưa biết năm thìn không? Năm thìn đâu được, cái năm thìn này khổ nè. Thìn này là không biết báo lụt, hoặc là giặc giả, không chừng. Báo lụt là không biết. Không biết báo lụt có không, mình chưa hiểu nha. Chứ còn giặc lúc là không có chứ. Giặc ở ngoài nhiều lắm. Là chỗ mình chưa có, trong mình chưa có giặc, nhưng chưa tới. Cái sự ba tàu này là tiêu Trung Quốc ba tàu nó thèm miền Nam này lắm. Yeah. Nó thèm vô mày thấy chưa? Yeah. Nó muốn vô mà bắt hồ, còn bắt hồ dễ gì vô, làm sao vô được, trời thiết đâu có vô được. Dần tụi ba tàu nó cai trị mà còn độc hơn cái tụi này nữa nè. Một là ba tàu, nhi là tụi Nhật. Yeah. Nhưng nó cai độc cháu thấy không? Có năm cái dao, mấy nhà, năm nhà năm cái dao thôi. Phá lửa đó, mày mặn rồi mày phá lửa, không cho mày dao mát nhiều. Yeah. Nhật á. Yeah. Mà mày ăn cắp nó chặt hai tay nó thả. Chứ không có dám cầu mãi chứ, chặt hai tay thả. Hai tay mình thả rồi mình tiêu diệt con quê mà ăn, phải không? Nó không phải giam cầm với ai đâu, chặt hai tay rồi thả. Không có giết các bài hết, nhục đó. Mày hỏi thử coi có không? Nó độc lắm. Mà tụi nào vậy nó muốn xâm chiếm miền Nam này nè. Nè, Đức Thầy nó nhiều đáng phái cho nhà ngôn dị dịnh ăn chứ dịnh đạo đức gì con. Nhiều đáng phái cho nhà ngôn dị. Ông ba biết bên giảng thầy mình nhiều không ông ba? Bây giờ giảng kinh thì ấn trống á, trong thi văn giáo lý của thầy thấy không? Dạ. Yeah. Cho cháu hay, nhiều cái mình biết, làm sao cháu biết hết được? Dạ. Yeah. Đức thầy là Phật, ông nói rồi, có cái mình biết, có cái mình không. Nè, ông nó ngồi buồn trong màn chuyện chi. Dạ. Yeah. Đố ai biết được cái gì con trời, vậy là mình chịu lỡ cái chứ còn nữa. Dạ. Yeah. Nè, nhiều cái ông nói mình biết thôi, nhiều cái đâu có biết đâu. Ông nói câu đó đó. Yeah. Rồi hết thảy đạo đức, đâu phải nói mình riêng một mình đâu. Yeah. Ai biết được là đáng ghi con trời đó. Mình nào nghe ông nói có câu mình biết, câu mình không, chứ không biết hết, làm sao biết hết được, thấy không? Thì giảng thầy thì bây giờ như là nói người ta tu cũng... Bây giờ giảng đức thầy á, tao đi xin tao cho nhiều lắm mà, cho khu giả thi văn giáo lý. Yeah. Nè, tôi cho hỏi cô bác coi trong này là cô bác ăn ở hiền luôn, khỏi tu. Thấy không? Thì dàng giáo lý nó, tao có dùm lum hết, cái gì cũng có giảng kinh. Tôi nói tao nghe về là họ không cần tới con ơi, họ không có kể trời Phật, bởi trời lắc nó bay không kể ra, tao không cần. Cái này nó cho bay lát là lát nè, cho bay đừng có bay không giỏi hả tao được đâu. Yeah. Tao coi ra, tao suy nghĩ được bác Hồ không, ông còn chết được lúc mình phải không? Yeah. Mình nhầm cái gì con, trời ơi, mình tao nói 18 nước là không có nhầm gì hết trơn, không có còn chết gì được đó mình, làm sao mà giỏi được, làm sao mình sống được đâu. Khó kiếm trăm tuổi lắm con, khó kiếm cái màn trời dưới đất rồi, khó kiếm trăm tuổi. Mày được 60-70 tuổi cũng ngon lắm rồi đó, chứ đừng nói trăm tuổi bà nội được kiếm không ra được. Bởi vậy tao không có tin nước nào tao chưa chắc gì qua đâu nổi. Yeah. 18 nước khi hầu đời đâu. Thì hỏi cháu nghe nói là bên Đức Thầy đó là sau này là 18 nước nó vô phải không ba? 18 nước nó vô trong mình đây là tao nói rồi, nó xâm chiếm nó giành ăn chứ không có đạo đức. Yeah. Nhiều đạo phái tranh giành ngôi vị giành ăn chứ giành gì. Yeah. Chứ không có giành đạo đức đâu. Nó thấy cái đạo phái nào giàu sang, mình giàu mỗi đứa nè.
cái nước ngoài nó không có giàu. Còn tiền là giờ mày cho nó chưa thèm nữa. Tiền Bắc Hồ nó đâu có xài, tiền nó có khí trên, phải không? Nó ham mỗi nước của mình nè, ở ngoài nó mỗi nước, tự nó có mình ít của mình giữ lắm. Nó ham cái mỗi nước này, nó dành ăn là nó phải nói lão nước không? Nó mày để coi, không có thằng làm dạy lão dạy dạy là nữa, không còn một thằng làm thuốc được dạy lăng mất công. Ông chưa chết hoài rồi, ông chưa chết đợt này cũng nhiều lắm, thấy không? Yeah. Mình thì không có bao nhiêu khác, để mình đây mình chết cũng xuống đỉnh thôi, không có nhiều, không bằng tụi nó. Tụi nó cháu đứa con chết lắm, tôi phải chôn hồn. Mấy ngàn người hồn ra mà chôn, móc một cái hầm vô khay dưới hầm lắp đất lại. Rồi đó mày coi vậy rồi, người gái giá trị đồng bạc ở đâu, hồn gương ở đâu? Bởi làm tầm bảy không trúng lại lựa chọn thương giá trị đồng bạc nè, liệt tầm bảy đồng bạc bán ăn thì được chứ không có nhầm gì hết. Tốn tiền vô lý thì có nhân viên không xài nữa, tao đâu có xài thứ đó. Tiền nhà bạc lão nước mà nói bớt ai xài mày cạo đầu nó đâu có xài. Bây giờ cháu giải tiền thiệt người ta đụng người ta xài, tao biểu ai có cha mẹ già đổi ra 500 1000 đấy phải biết phải không? Giải thì đừng giải tiền kia, tiền cái ông bà mày hiền giờ hiền mày giải nó cũng tiêu không có tái sanh được. Giải tiền bạc tao gặp tao cũng lụm nữa, 1000 2000 500 đâu lụm nó. Giải cái tiền kia bây giờ tao hỏi cháu nè, tao hỏi về rồi mày nghe có đúng không? Bây giờ giấy số cháu thua cho bỏ đó xài được không? Yeah. Mà tiền nhân bạc mà làm chứ. Yeah. Tốn tiền vô lý gì phải dương dương không xài nữa. Đức thầy nói mày hỏi đạo đi, không có mày cạo lậu ông. Yeah. Nó, họ còn mê sao mà đường đường lắm con ơi. Theo thằng Tú đạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nam đến có ai thành. Mày thấy đó giờ ai thành đạo không? Bây giờ mình gõ mình thấy ra Đức thầy một mà Phật Thích Ca với Bác Hồ thôi à. Không có ông nào hết trơn á, với ông trời thôi. Chứ có thằng lòng thầy mở con mình diễn coi. Dạ. Diễn coi. Mình đi hoài. Dạ. Yeah. Lâu lâu rồi kiếm tiền chút đỉnh vô bả, thuốc men chút đỉnh rồi. Thì bà... Mấy ngày mới đi một cái vậy đó. Dạ. Yeah. Chứ đâu phải nay đi, mời đi, nay đi, mời đi. Nhưng mà cái hoàn cảnh... Mình hoàn cảnh già rồi chuyện nó lỗi sao? Hoàn cảnh của mình nó khó khăn ha. Thì bởi vậy tôi nói cháu nghe đó. Thằng Ngôn, mày hỏi thằng Ngôn tôi biết. Dạ. Má ngồi chôn làm sao kìa. Hai chị em ngồi bàn thờ kìa, thằng Ngôn cũng biết hết cháu rồi. Thì, Ngôn nó cũng nói với cháu rồi, cái lời là cháu. Thì con cũng muốn là hôm qua nhắc lại bây trên, giờ á, trên này cho bà con mình thấy để... Bây giờ cái đạo đức này á, thì nó vậy thôi. Cái đạo đức vậy thôi chứ nó không có gì nữa. Nè, không phải mà đạo đức mình biết hết được, mà biết hết thôi mày ông Phật à. Là sao biết hết cháu. Yeah. Có nhiều câu mình biết, nhiều câu ông nói đâu có biết. Người ta nãy tao nói mày ngồi buồn nó mà diễn chi, đâu ai biết được cái gì con trời mà. Yeah. Câu đó mày hỏi đạo coi, không có tao thương cháu mà. Bây giờ tao nói cháu rồi, cháu thêm 4 ông đó thôi, tao đọc mày rồi đó. Ngoài ra mày đừng có tin nước nào hết trơn, nước nào nó không biết gì hết trơn đâu. Phải nó biết không chết nhiều chữ. Cháu thấy không? Tại sao mà mày giỏi quá mày chết nhiều chữ vậy? Nè, ngủ sao ngủ mãi ngủ hoài. Yeah. Không thức dậy mà làm đạo cứ bài. Chứ các con còn đâu mình hết. Nó hồi cho thấy vô. Ngủ sao ngủ mãi ngủ hoài. Không thức dậy mà trầm đạo cái bài. Để thi cử khói mang tiếng rớt. Rớt sạch chân. Nó sao thấy không? Ngủ gì? Chứ các con còn đâu mình hết. Nó hồi cho thấy vô. Con Đức Thầy nói đó. Nè bây giờ nó còn chết cái kiểu này kỳ cục nha. Mày ngủ rồi đi luôn. Kêu bằng vô ngủ đó. Yeah. Không ai cứu được. Nó sắp nó ngủ tới à. Chết tới giờ cho qua ngủ đi luôn. Không có cái bệnh gì hết. Nó ngủ đó, nó đậm hơn cái bệnh kia nữa. Yeah. Ngủ đi luôn. Ha, thấy chưa? Mà có ai biết ai hay đâu. Nói thì nghe sợ lắm. Mà chuyện không có rồi bỏ. Không có niệm Phật. Tao nói mấy ông đạo là cái gì đạo đấy. Mấy ông lỡ vô Thiên Chúa rồi, amen. Còn thờ ông bà cũng đạo Phật gì đâu. Mày đạo Phật, Phật giáo hòa hảo này kia. Mình thờ ông bà cũng đạo Phật mà Phật đó. Không phải, Phật giáo hòa hảo kia. Đạo đó là riêng, đạo là người là riêng nữa. Dạ. Yeah. Hai ba cái đạo vậy đó. Đức Thầy mình có dạy tứ, có dạy tứ ăn mà ông ba. Tứ ăn của Đức Thầy đó. Ông dạy tùm lum mà, có người nghe thì cố. Có người không có, nghe rồi cũng rồi. Nghe ông nói, nghe rồi cũng rồi, chứ không kể. Nghe trong hồi đó thì sợ, về nhà không có rồi bỏ luôn. Dạ. Yeah. Không kể tới, rồi làm sao cái đạo đức này làm sao nó bền vững. Cho nên cháu không tu mà cháu phải cố cái đạo đức. Yeah.
cũng ngon lắm, tôi mới gọi là tu. Yeah. Còn cái tu này á, mày tu vô đúng mức mà hành đúng mức nó xê dịch là mày chết nè. Cái con tu động gì đâu nha, tu mà còn tránh so đó, một đồng một chữ không cho người nghèo, con thấy không, mày tu mà gì đâu mà cho rồi. Cho thấy chết chưa? Yeah. Tao nó tu thua cái thằng làm thuốc ở miền không bằng đâu. Nó mày hỏi đạo đi, mày hỏi đạo gì vậy, mày có đạo Phật giáo không? Nói bây giờ cái con này tôi nghe nó nói có không mấy ông, ta nói tu mà còn đánh so đo một đồng một chữ không cho người nghèo có không mấy 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 huynh. Yeah. Ở thứ đạo nước nó nói mày nghe, cái đó đức thầy nói giáo hảo nó cầu đó đó, tôi nghe ta nói vậy không biết có không mấy huynh, ta nói tu mà còn đánh so đo một đồng một chữ không cho người nghèo đủ chắc ăn không cho ai. Yeah. Phải không, thua người làm phước làm hiền, mày tu rồi mấy chục năm luôn thua nó nè, mày ăn chay trường mày xuống nấu rồi quỷ bỏ chờ phận, tao không biểu bày trường bây giờ không nói để làm sao mày làm không xuống núi, xuống núi quỷ bỏ chờ phận, không phải như mình đâu, nói này mình nay về mơ khác buôn bán vậy là cháu coi bán về mơ khác bữa lại cháu bán lỗ phải không, mời cháu tăng lên hết lỗ rồi bà bán về mua cái lỗ nhiều khi cá bán cá phá què cũng chưa có lỗ, thế vậy cá mua 10.000 đi, cá bán 10.000 ký phá què rồi lỗ đâu? Yeah. Lỗ cái nào mình chỉ đâu coi, bởi vì nó gạt nó lỗ lỗ bác thắt họng mình nè, thắt họng mình lắc, không có bền dưỡng đâu mà thắt họng mất công. Yeah. Bởi đã nói con người ham tiền tài trắc tử. Để nó ham thử bắt rắc dông cho thấy không? Yeah. Còn chó ham ăn của cái thuốc là tiêu, còn mình ham ăn cái nhà vô mình ta giết coi. Yeah. Chẳng thấy có hổ gà không? Yeah. Trời ơi, bởi vì cái lời Diễn nói là mình gán giữ, hay nói là có nói đâu có đó, mà đâu có ai giữ. Dương gian khó ở thủ dễ gì à, cái nó có không? Yeah. Ha, như chú này chết à, khó ở thủ dễ gì à, mình có ai biết ở đâu. Yeah. Không đâu mình gì luôn đâu, cháu thấy vậy đó, cháu ngủ đêm sáng ngày còn sống mình mới mừng, chứ không biết mình làm sao nữa nha. Yeah. Cái đường nó dở nó, cháu thấy chưa, ta sợ gió ngủ lắm, nhiều khi ngủ không thức phải kêu không sao bị gió ngủ không ai cứu được, cái gió ngủ thì không có cứu được, cái bệnh gì là mặt mai cái gió ngủ thì không có cứu, cứu không được à, nó sắp chết cái kiều đó cho cháu coi nha nè, đau nhiều cứng vị kỳ khó kể có không. Yeah. Nhiều chứ chết lắm chứ không phải chứng đâu, đau nhiều chứng vậy kỳ khó kể, trời Phật lứt hay mà còn không biết cái bệnh đó mày tính là đau nhiều chứng gì kỳ khó kể, không còn biết không nổi được nó, mình ăn muối chứ chú biết cái gì, biết trung định thôi, thế để 10 câu cháu biết chỉ 5 câu thôi, 5 câu cháu biết. Yeah. Chứ không phải là cháu biết lâu cái đạo đức này á, cho nên cháu không phải mà cháu không phải mà cháu nói được. Yeah. Cháu phải biết lý do cháu nói mới được, bây giờ là cháu nói qua cái cảnh đạo Chúa cho cháu nghe, cháu cảnh ông trời, bây giờ tao hỏi về cháu, mày biết được là mày ông trời chứ không mày nhỏ, bây giờ ông trời không vợ phải không, ông trời đâu có vợ. Yeah. Không có vợ mà hai người con. Nó, cháu biết con gì mà nói nghe, không biết là giải quyết cho nghe. Dạ con không biết, ông ba nhờ ông ba giải cho con nghe. Nó bây giờ hai không vợ mà hai người con, cháu suy nghĩ đi. Con rất đồng, con rất lớn chứ có con gì. Mày phải biết con mới được. Dạ. Nó, con rất lớn, con rất gồng là cứu trời xanh, là con ổng lên chứ ông trời đâu có vợ có con. Dạ. Nó bây giờ mày về mày hỏi đạo đi, cái này có Phật giáo hảo có rồi không? Dạ. Bây giờ mày đi lỡ mấy ông lão, mấy ông huynh hỏi mấy ông huynh ơi, bây giờ tôi nghe nó về đó, mấy ông huynh biết không? Bây giờ nó nói ông trời á, không vợ mà hai người con, huynh biết hai con gì không? Chừng nào nó không biết không? Nó ngẫm nghĩ hoài không biết, sao giải quyết luôn ra? Dạ. Trời ơi dễ mà huynh, con nó lớn, con nó gồng, rồi nó xá ông luôn. Dạ. Nhưng mà, nè, cháu không để ý, cháu không biết. Còn cháu biết các loại xe mà chạy bên thượng lấy nghịch xe nào? Yeah, chạy bên thượng mà lấy nghịch. Yeah, xe nào? Xe hơi. Yeah. Bên dưới mày lấy đi trái. Yeah. Phải nghịch không?
gỗ già không, cháu không để ý, cháu không biết, phải không? Cháu bình thường mà lấy nghịch, hỏi mình lên bình thường phải không? Cháu lấy đời trái là không nghịch sao? Hai thằng mình đụng lộn với nhau, mình nghĩ xong về vốn, hai thằng đụng sao? Thằng nào chơi nghĩ thế nào về vốn, không nào là thằng nào thường nào hết, nó tôi mới thở lên, mần xe dễ lấy nghịch, bình thường mà không lấy, để lấy bình nghịch, nó cho thấy chưa? Rõ ràng không? Mày không để ý, mày không biết. Yeah. Tao để ý. Tao hỏi rồi, tao đốn rồi. Không ông nào biết hết trơn, đừng tao nói giờ mới biết. Rõ ràng không? Vậy là hồi sáng giờ ông ba đi, là bà con mình có cho ông ba được... Đó, cũng, cũng được, cách đó cũng được trăm ngoài được không? Cũng được trăm ngoài ngàn nha. Ừ, không lỡ được. Dạ, vậy là trăm ngoài ngàn là ông ba với bà ba về cũng mua thuốc với đừng có vụ bệnh hoạn, mua thuốc bà chú lĩnh, còn chú lĩnh là mua gạo ăn. Dạ, cũng vài ngày cái mình đi xin nữa thì nghỉ bữa hai bữa mới đi. Dạ. Chứ là phải bữa nay đi mới đi mất được cái gì, tao hỏi cháu đi hoài tao biết mặt rồi tao cho mày đâu. Dạ, dạ ba bữa lắm mới cho, nhiều khi nó cho phải ai cũng cho mình chuyện ngàn thôi cháu, mà cháu